Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ West Ham và câu lạc bộ Burnley. Đó là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 33 giải Ngoại hạng Anh, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 17 tháng 4, và các cầu thủ West Ham sẽ tiếp đón Burnley trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì chủ nhà West Ham trận đấu này là những người định giá cửa trên và sẽ chấp Burnley với mức kèo là 0,75, mức kèo phải tăng một trái và hạ xuống còn là nửa trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và 2,75 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình nhé. Mình có để đường link ở bên dưới phần bình luận của video này. Và quay trở lại với cái phần nhận định đá, 5 lần gặp nhau gần nhất của West Ham và Burnley. West Ham thắng 1 hòa 2 và thua 2 trước Burnley. 5 trận thi đấu gần nhất của West Ham. West Ham thắng 2 hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Burnley. Burnley thắng 4 và thua 1. Và trận đấu này với mức tỷ lệ như thế này thì mình chọn cửa đội khách Burnley trận đấu này. Vì sao? Có thấy trận đấu này Burnley biển ra cửa dưới, tuy nhiên thì đối với West Ham thì Burnley họ cũng không phải là hoàn toàn quá yếu hơn so với West Ham. Thứ hai, nếu như trận đấu này mà hai đội có hòa nhau, chúng ta chọn cửa Burnley, chúng ta vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì mặc dù là cái phong độ thì gần đây của Burnley không bằng được West Ham, tuy nhiên thì cái thành tích đối đầu trước West Ham thì cũng khá là cân bằng. Khi mà 5 lần gặp nhau gần nhất thì Burnley họ cũng chỉ thua West Ham có 2 trận mà thôi. Với lại mình thấy mức kèo này cũng khá là bất hợp lý. Khi mà hiện tại thì Burnley đang ở vị trí thứ 18 của bảng xếp hạng, còn West Ham thì ở vị trí thứ 6, một cái khoảng cách đến 12 bậc trên bảng xếp hạng mà nhà cái chỉ đưa ra cái mức kèo là West Ham chấp 0,75 và cao nhất chỉ là một trái mà thôi. Thì mình nghĩ nhiều khả năng đây cũng có thể là cái mức kèo gài cho bạn đổ về nằm West Ham quá nhiều cũng không chừng nhớ. Tuy nhiên thì Burnley họ đang ở vị trí thứ 18, cái vị trí này là vị trí xuống hạng và chỉ còn một vài vòng đấu nữa thôi thì giải Ngoại hạng Anh cũng đã hạ màn rồi. Thì mình nghĩ là Burnley họ cũng sẽ rất là chắc chiêu cơ hội của mình để kiếm từng điểm số một để có thể là trụ hạng lại Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Cho nên là trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa Burnley được chấp 0,75 hoặc là một trái chỗ này. Dự đoán ít nhất thì Burnley sẽ cầm hòa được West Ham chứ không thắng đâu. Và mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và 2,75. Thì đa phần những lần mà hai đội gặp nhau thường là mình thấy cũng từ hai bàn trở xuống là nhiều. Mình dự đoán trận đấu này có thể là hai đội sẽ hòa nhau không mà thắng, hoặc là hai đội hòa nhau một đều, có thể là 1-0 nhưng mà cho Burnley nữa. Và nào tin tưởng mình nó ưu tiên đánh cửa xỉu chỗ này. Nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng cửa Burnley thì các bạn ưu tiên đá kèo xỉu không. Trận đấu này đá xỉu cũng khá là thơm. Ở mức hiệp 1 cái mức kèo chấp là đồng nữa là sẽ một cái. Thì mình đi đón hiệp 1 có thể là Burnley họ sẽ cầm hòa được West Ham không mà thắng, cho nên là hiệp 1 bạn nào tin tưởng mình nó ưu tiên đi cửa đội khách Burnley được chấp đồng nữa và đá xỉu một. Nhưng mà hiệp 1 thì mình khuyên các bạn nên đá xỉu thôi. Nếu như mà có đồng một bàn thì cũng không thua. Và tất là cho đó khuyên các bạn chọn Burnley và đá xỉu, ở hai một cũng chọn Burnley và đá xỉu một. Thì cái này là cái phần nhận định của mình. Và nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Và nào đồng ý với mình hãy đi thăm mình. Chúc bạn may mắn trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.